Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Vào sáng ngày 14 tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13. Doanh nghiệp Việt Nam đã rất chủ động trước khi Hiệp định Thương mại Tự do với EU được áp dụng bằng cách tận dụng các dự án được EU hỗ trợ từ khi đàm phán còn đang diễn ra. Tại buổi họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 29 tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cần tập trung nguồn lực để kiểm soát khoanh vùng tại Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, vào sáng ngày 14 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, gửi xin ý kiến Đại hội Đảng Bộ Cơ sở. Bộ Chính trị đã nghe các tờ trình của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện về bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh năm 2011. Báo cáo của Tiểu ban Kinh tế xã hội về tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo kinh tế xã hội. Báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng về tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các tiểu ban và tổ biên tập và cho rằng các dự thảo đã đáp ứng được về cơ bản các mục tiêu yêu cầu đề ra, đã rà soát chỉnh sửa nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, chuẩn xác hóa trong diễn đạt, làm rõ nội hàm các khái niệm, nội dung vấn đề, bảo đảm sự nhất quán, tránh mâu thuẫn trùng chéo, không có sai sót về kỹ thuật văn bản. Bộ Chính trị nhấn mạnh, đây mới là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp. Tới đây, còn gần một năm để tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện nhiều lần nữa, trình lại Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh trình Đại hội 13 xem xét quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm, phải chú ý đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản theo đúng tinh thần. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, bảo đảm yêu cầu có kế thừa và bổ sung phát triển, chú trọng những nội dung đổi mới so với các đại hội trước. Bộ Chính trị cũng thống nhất, các dự thảo văn kiện đã đủ điều kiện để gửi xin ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ được tiến hành vào đầu tháng 3 tới đây. Dự thảo nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị vừa được công bố để lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân. Trong dự thảo này, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều chủ trương mới như là thành lập cơ quan chuyên trách kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập hay là bản kê khai phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đơn vị. Những điểm mới này được cho là sẽ kiểm soát và phòng ngừa tham nhũng tốt hơn. Trước kia, bản kê khai tài sản sẽ được công khai một trong hai hình thức, hoặc là niêm yết tại trụ sở cơ quan, hoặc là được đọc trong cuộc họp của cơ quan. Và phần lớn sự lựa chọn là đọc trong các cuộc họp. Nhưng trong dự thảo nghị định mới, thì bản kê khai tài sản phải được công khai và niêm yết tại trụ sở cơ quan đơn vị trong 30 ngày. Vị trí niêm yết phải được đảm bảo an toàn thuận tiện để mọi người trong cơ quan, đơn vị xem được bản kê khai. Như vậy, sẽ không còn việc đọc bản kê khai trong cuộc họp như trước. Có thể là cuộc họp trong một cái lúc nào đấy thời gian rất là ngắn, người ta cũng ít quan tâm, thậm chí là nếu mà đọc như vậy cũng không kịp nghe hết. Thì bây giờ thì hình thức của chúng ta mà chúng tôi đưa ra dự kiến hình thức là cứng, buộc anh phải niêm yết. Niêm yết như vậy thì nó rất là rõ ràng, có cái điểm gì đấy người ta còn nghi ngại, người ta có thể phản ánh. Một điểm mới đáng chú ý khác cũng được nêu lên trong dự thảo nghị định này khi quy định Thanh tra Chính phủ sẽ là một trong những cơ quan tiếp nhận và quản lý các bản kê khai của những người giữ chức danh lãnh đạo từ giám đốc sở và tương đương trở lên, thay vì chỉ được lưu giữ tại cơ quan quản lý cán bộ, nơi người phải kê khai đang công tác như trước. Chuyển sang cho Thanh tra Chính phủ là cái cơ quan chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước thì theo tôi rất là tốt, bởi lẽ là yêu cầu của cơ quan quản lý này ngay từ bước kê khai cũng đã làm cho những người phải kê khai nhận thức rằng là cái việc kê khai bây giờ nó sẽ được quản lý ở một cái cấp mà nếu chúng ta không cẩn thận thì bản thân cái người kê khai đã phải trả giá rồi. Trong hàng triệu bản kê khai chỉ có một người khai không đúng, dân không tin nữa, và làm gì có chuyện mà dân vẫn quan sát, vẫn thấy rằng một số người lương rất thấp tại sao lại có những bao nhiêu tài sản, hàng chục cái nhà, hàng chục cái biệt thự, hàng chục mà chưa kể những tài sản ngầm, cho nên điều đó là dân mất lòng tin. Nhưng tôi nghĩ trong cái quy định mới tôi cho như thế là rất là tốt.
Cũng theo dự thảo nghị định, một cơ quan chuyên trách về kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập sẽ được thành lập và có đặc quyền trong việc xác minh ngẫu nhiên khi nghi ngờ về tính trung thực. Bên cạnh đó, về tên gọi, nghị định mới đã chuyển từ khái niệm minh bạch sang kiểm soát, khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực. Doanh nghiệp Việt Nam đã rất chủ động trước khi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu được áp dụng. Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị bằng cách là tận dụng các dự án được Liên minh châu Âu hỗ trợ từ khi đàm phán còn đang diễn ra. Lấy ví dụ từ hội chợ nông sản hữu cơ BioFast đang diễn ra tại Đức, các doanh nghiệp Việt Nam ngay từ lúc này đã tự tin là có thể xuất khẩu hàng hóa đáp ứng mọi tiêu chuẩn của châu Âu khi Hiệp định có hiệu lực. Ngay sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hội chợ nông sản hữu cơ quốc tế khai mạc tại Đức đúng vào ngày Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu được phê chuẩn. Tin vui đối với 11 doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng tại hội chợ danh tiếng này. Nhờ tham gia các dự án do phía châu Âu tài trợ, những doanh nghiệp này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước, thực hiện quy trình sản xuất đúng chuẩn châu Âu ngay từ những khâu đầu tiên. Từ 2014 thì khi mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chưa được ký kết thì chúng tôi đã được Liên minh châu Âu và chính phủ Thụy Sĩ tài trợ các cái dự án về nông nghiệp để tiếp cận thị trường châu Âu. Thì phương pháp tiếp cận của dự án là nâng cao năng lực cho nông dân cũng như là các cái doanh nghiệp về chứng nhận cũng như là tiếp cận thị trường. Người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Quy trình sản xuất lại không ảnh hưởng đến môi trường, đất, nước và không khí. Về luật lệ thì Ủy ban châu Âu ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn tiêu chí khai thác bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học. Dự án của châu Âu giúp các doanh nghiệp Việt Nam ý thức được điều quan trọng đó. Chúng tôi cũng thấy được thị trường châu Âu họ không chỉ mua đơn thuần về chất lượng nữa, mà họ sẽ quan tâm khi họ mua sản phẩm thì họ sẽ góp được gì cho xã hội, cho cộng đồng. Và vì thế mà chúng tôi muốn chứng minh được cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi, cũng như là quan tâm đến vấn đề về môi trường, về xã hội, về con người và về biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tại đây chủ yếu là nông sản. Tất cả đều có chứng nhận đạt chuẩn nông nghiệp hữu cơ châu Âu. Cái tiêu chuẩn châu Âu là tôi cho rằng là cái tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nhưng mà các doanh nghiệp Việt Nam mình cũng vẫn sẵn sàng. Và cái minh chứng là đã có rất nhiều doanh nghiệp sang đây là hoàn toàn là có chứng nhận của châu Âu cả. Dự án của Liên minh châu Âu tại Việt Nam còn hỗ trợ đến cấp hộ gia đình, hướng dẫn nông dân sản xuất với quy mô nhỏ mà chất lượng vẫn cao như thị trường châu Âu đòi hỏi. Một cách để giúp nông dân và doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được lợi thế trên thị trường châu Âu khi mà các nước Đông Nam Á khác còn chưa ký kết được hiệp định tương tự với Liên minh châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Nuremberg, Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị, để tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly, tránh quy định về phòng chống dịch của các đối tượng này. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương kiên quyết rút giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly mà không thực hiện cách ly hoặc là tự ý rời khỏi nơi cách ly. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đưa tin lên án những trường hợp không chấp hành các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhất là tự ý rời khỏi nơi cách ly. Tập trung nguồn lực để kiểm soát khoanh vùng tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 27 tỉnh, thành phố có đường biên giới diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 2. Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp bị COVID-19, Vĩnh Phúc có 11 trường hợp và riêng tại xã Sơn Lôi đã có 5 người, trong đó có sự lây lan trong cộng đồng. Hiện người dân xã Sơn Lôi ra vào có kiểm soát bằng đo thân nhiệt và không có tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sau khi khoanh vùng cách ly, Bộ Y tế đã cử gần 100 bác sĩ về hỗ trợ và cắm chốt tại Vĩnh Phúc. Chúng ta phải nói đã làm rất tốt và tiếp tục có nhiều cái giải pháp để làm tốt cái cách ly, làm tốt cái quản lý để làm sao cho phát hiện ngay những đối tượng mà có nguy cơ lây nhiễm để cách ly dưới các hình thức cần thiết. Đồng thời chúng ta tinh thần
là cũng tháo gỡ các khó khăn để cho việc giao lưu hàng hóa bình thường. Bộ Y tế nhấn mạnh, cách ly tại bệnh viện với những trường hợp đi từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, còn người đi từ các vùng khác của Trung Quốc thì phải cách ly tại nhà, nơi cư trú, có sự giám sát chặt chẽ. Nếu lây lan ra bên ngoài thì sẽ theo cấp số nhân. Tại buổi họp, Bộ Y tế cũng giải thích việc thay đổi chẩn đoán, xác định bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung Quốc và khẳng định Việt Nam đã thực hiện từ trước đó. Đối với các ca bệnh có 2 triệu chứng trở lên thì người ta chẩn đoán là nhiễm COVID-19, không cần đến kết quả xét nghiệm. Trong cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ ấy, thì chúng ta đã nêu rất rõ là đối với tất cả các người đi từ hoặc đi qua vùng Hồ Bắc ấy, thì đều được coi như là bệnh nhân. Tức là cái chúng ta mở rất nhanh cái diện mà chúng ta cần phải giám sát. Bộ Y tế cũng đưa ra giải thích tại sao phải tiến hành xét nghiệm sau 3 ngày nhập cảnh. Vì khi đó, tải lượng virus mới đảm bảo để xét nghiệm chính xác. Toàn bộ xét nghiệm này là miễn phí. Ban chỉ đạo cũng lưu ý các tỉnh biên giới Tây Nam cần giám sát chặt đối với người dân đi từ Campuchia. Vì theo thống kê, hiện có một lượng lớn người Trung Quốc nhập cảnh và làm ăn sinh sống tại nước này. Và cũng tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu chưa làm được cho phụ huynh học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại. Và tôi yêu cầu là phải có cái Bộ Giáo dục phải khẩn trương có một hướng dẫn thật chi tiết đến tất cả các cấp, các nhà trường, đến từng giáo viên, từng phụ huynh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh khi mà đi học. Và tinh thần ấy là phải an toàn, phải an tâm thì mới đi học. Và trước hết và nhất thiết là chính quyền và nhà trường thì phải thực hiện đầy đủ các cái giải pháp để đảm bảo cho trường lớp thực sự an toàn. Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều ngày 14 tháng 2. Và đây chắc chắn là thông tin đang được các nhà trường gia đình hết sức quan tâm trong điều kiện dịch bệnh đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến lịch học của học sinh cả nước. Cùng với việc lùi thời điểm kết thúc năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch và hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức dạy học để nỗ lực phòng dịch trong nhà trường. 41 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ thứ hai tuần sau. Đến 6 giờ chiều ngày 14 tháng 2, Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm một tuần nữa. Thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định. Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết ngày 22 tháng 2, tức là thêm một tuần nữa. Hưng Yên cho nghỉ đến hết ngày 23 tháng 2. Còn có 4 tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An. Khi thực hiện cách ly vùng dịch, dù có khó khăn ở phía trước, không chỉ người dân xã Sơn Lôi mà còn hàng trăm các bộ, các ngành chức năng ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang đồng hành chung tay chung sức chống dịch. Xung quanh xã Sơn Lôi hiện có 12 chốt kiểm dịch. Mỗi chốt đều có lực lượng quân sự, công an, y tế thường trực 24/24 để tuyên truyền hỗ trợ người dân phòng dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Những người dân mà có giấy phép của chính quyền địa phương để đi hoạt động sản xuất cũng như là làm nông nghiệp thì chúng tôi vẫn sẽ cho ra vào, còn vận động những người dân hạn chế đi ra ngoài khi không có phép của chính quyền địa phương. 10 năm trong ngành y, khi nhận nhiệm vụ tham gia hỗ trợ bà con ở Sơn Lôi, chị Huyền cũng như 96 y bác sĩ luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ. Khi mà có bệnh nhân đến tiếp xúc với bệnh nhân thì chúng tôi cũng tiến hành thăm khám bình thường, và nếu như có phát hiện bệnh nhân ho sốt hoặc là có những dấu hiệu của bệnh thì cũng tiến hành cách ly, báo cáo cấp trên có thể xử lý về y tế. Hôm nay là ngày thứ hai thực hiện khoanh vùng cách ly khu vực có dịch ở Sơn Lôi. Mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân vẫn diễn ra bình thường. Bố trí là 6 cái điểm bán hàng ở 6 cái thôn, đảm bảo cho người dân đi lại vẫn như hoạt động bình thường. Và giá cả chúng tôi lấy giá cả trước khi mà có cái thành lập chốt này, và việc bán hàng này đều được niêm yết công khai. Hai ngày qua, hơn 10.000 dân ở đây đã đồng thuận và tích cực cùng lực lượng chức năng phòng dịch, không còn những lo lắng như những ngày đầu nghe tin có dịch. Hơn ai hết,
người Sơn Lôi mong dịch qua nhanh để họ có thể sớm quay lại cộng đồng. Trong phần tiếp theo của bản tin, với gần 100 triệu dân, việc đưa toàn bộ thanh long và dưa hấu ùn ứ vào tiêu thụ nội địa không phải là vấn đề khó khăn trong thời điểm hiện nay. Du lịch là ngành đang đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid-19 và ngay lúc này các doanh nghiệp đã có sự phối hợp để cùng giải quyết khó khăn. Thưa quý vị, song song với việc đối diện với dịch Covid-19 thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang phải đối mặt với một dịch bệnh, đó chính là dịch cúm gia cầm H5N6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương cần phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia cầm H5N6, tiêu hủy ngay gia cầm bị bệnh để khống chế dịch. Ngoài ra, tất cả các tỉnh phải ra quân tổng vệ sinh môi trường bằng vôi bột, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới không rõ nguồn gốc. Tổng đàn gia cầm cả nước là khoảng 467 triệu con. Và nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát, dịch bệnh có thể lây lan. Hiện dịch cúm gia cầm H5N6 đã xuất hiện tại 5 tỉnh và thành phố. Số gia cầm buộc phải tiêu hủy là hơn 43.000 con. Huyện Chương Mỹ, Hà Nội là nơi phát dịch cúm gia cầm H5N6 đầu tiên. Gần 7.000 con gia cầm đã phải tiêu hủy. Với tổng đàn là 31 triệu con thì Hà Nội có lượng gia cầm nhiều nhất cả nước. Nếu không có các giải pháp chống dịch hiệu quả thì nguy cơ bùng phát trên diện rộng như là năm 2018 là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là công việc mà không một người nông dân nào muốn làm. Đàn vịt hơn 3.000 con của bà Ngơi trong những ngày qua đã chết hơn 200 con. Đáng lo hơn cả là gia đình bà chỉ cách tâm ổ dịch mới bùng phát chưa đến 1 km. Nếu dương tính với cúm AH5N6 thì chắc chắn sẽ phải tiêu hủy. Dân lo lắm anh ơi. Vì đến còn có mấy ngày đến là xuất rồi mà dịch bệnh thì cứ như vậy mà giá cả thì lại quá thấp. Vừa thấp nữa vừa lại khó bán nữa cho nên là dân khổ quá. Phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh vùng dịch, các gia trại, trang trại trong địa bàn xung quanh vùng dịch đã được cơ quan thú y địa phương triển khai. Nhưng nhiều yếu tố tự nhiên hiện nay lại đang có lợi cho sự phát triển của dịch bệnh như thời điểm năm 2018. Thời tiết mưa phùn gió bắc cộng với điều kiện chăn nuôi của chúng ta hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ là điều kiện rất dễ để dịch cúm gia cầm H5N6 bùng phát trở lại. Thêm vào đó, chính những người dân, những người chăn nuôi họ còn đang rất thiếu kiến thức về loại dịch bệnh này. Gia đình thì cũng không rõ lắm cho lắm, nhưng mà thì chỉ biết là bây giờ là những con vịt là đúng là ở trong đàn là có những con nó yếu từ hôm Tết rồi. Theo dự báo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm này nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm cũng tăng cao. Việc tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp tại nhiều nơi cũng là những điểm cần phải khắc phục. Thứ nhất là tổ chức thực hiện giám sát thật chặt, thứ hai là tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc đợt sau Tết Nguyên đán năm 2020 và thực hiện là từ ngày 10 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 2 là tổ chức vệ sinh tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố ở những cái cơ sở mà do lực lượng thú y thực hiện quản lý như cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh buôn bán. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương nghiêm cấm các hộ chăn nuôi thuộc vùng dịch cúm gia cầm bán đổ, bán tháo khi chưa hết thời gian cách ly, theo dõi. Việc triển khai phòng dịch cũng cần phải thực sự quyết liệt vì cúm gia cầm có thể lây sang người. Khoảng 6.000 đồng cho 1 kg dưa hấu và 15.000 đồng với 1 kg thanh long ruột đỏ. Có lẽ là chưa bao giờ giá bán lẻ các loại trái cây tại siêu thị lại thấp đến như vậy, dù chất lượng vẫn đảm bảo. Các doanh nghiệp phân phối khẳng định là với gần 100 triệu dân, việc đưa toàn bộ thanh long và dưa hấu ùn ứ vào tiêu thụ nội địa không phải là vấn đề khó khăn trong thời điểm hiện nay. Và sau hơn một tuần thực hiện chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhiều tín hiệu khả quan đã xuất hiện. Tại siêu thị, giá hai loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã giảm tới 5 lần so với trước. Thanh long ruột đỏ, vốn được xem là hàng đặc sản, nay lại khá bình dân. Vì vậy, hệ thống siêu thị này tiêu thụ tới 80 tấn dưa hấu và hơn 100 tấn thanh long mỗi ngày. Sau một tuần triển khai, rất là nhiều nhóm cấp đang không đủ cái sản lượng để mà cung cấp cho hệ thống siêu thị. Khi mà tất cả các cái hệ thống cùng chung tay vào để đồng hành cùng với bà con nông dân, thì thanh long gần như đã được giải quyết. Thiếu hàng để cung cấp cho chuỗi siêu thị bán lẻ là một thực tế khi tại cuộc họp với Bộ Công Thương, nhiều hệ thống phân phối lớn phản ánh gặp khó trong quá trình thu mua. Sản lượng của Sở Công Thương tỉnh yêu cầu giờ hỗ trợ thì rất là lớn, nhưng khi liên lạc với nông dân để mua thì gần như là không có, giao rất nhỏ giọt. Vào lúc này,
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang đẩy mạnh thu mua nông sản. Tại cơ sở này, thanh long của các vùng trồng liên kết với doanh nghiệp đang được mua với giá từ 20 đến 25.000 đồng một kg, còn với những hộ không liên kết nhưng đạt chuẩn GAP thì cao hơn 6.000 đồng. Nhiều trái cây có nguy cơ ế ẩm cũng được tiêu thụ. Liên cái thanh long á, là một tuần hiện nay là đang thu mua vô là khoảng 80 tấn một tuần, còn sầu riêng á, là một ngày như vậy là khoảng 30 tấn. Là còn những loại trái cây khác thì hiện nay là vẫn thu mua đảm bảo theo cái nhu cầu xuất khẩu. Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao để cân đối cung cầu. Nếu có được kho lạnh đủ lớn, việc dự trữ và phân phối nông sản sẽ chủ động hơn rất nhiều. Hiện sản lượng thanh long Tiền Giang vào khoảng 230.000 tấn mỗi năm, trong khi hệ thống kho lạnh của doanh nghiệp trên địa bàn chỉ có sức chứa khoảng 6.000 tấn. Xin chính phủ có một cái cơ chế đặc biệt cho tỉnh Tiền Giang. Một là cái hỗ trợ về cái kho trữ, chi phí về điện, chi phí thuê kho trong cái giai đoạn cấp thiết. Về lâu dài, Tiền Giang thì cũng xin kiến nghị với chính phủ cho ngân sách tỉnh có thể đầu tư cái kho này. Để khi cần thiết thì mở cửa kho ra để là cho các doanh nghiệp là mua trữ vào đó. Cho đến nay, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu cơ bản đã được giải quyết. Nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các doanh nghiệp không tiếp tục đưa hàng lên biên giới mà cần tập trung vào thị trường nội địa, dự trữ và đẩy mạnh chế biến. Còn Bộ Công Thương đang đề nghị doanh nghiệp logistics, đặc biệt là các kho lạnh, hỗ trợ lưu giữ, bảo quản nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu. Không chỉ mặt hàng nông sản mà ngay cả du lịch cũng đang là ngành phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh COVID-19. Ngay lúc này, các doanh nghiệp như là vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, lữ hành đã có sự phối hợp để cùng giải quyết khó khăn. Về lâu dài, một số biện pháp giúp ổn định thị trường và tâm lý khách hàng như là xây dựng bản đồ du lịch an toàn, đổi mới tuyến điểm cũng đã được đưa ra với kỳ vọng thực sự có chuyển biến về chất cho du lịch nước nhà. 3 đến 5 suất chiếu mỗi ngày đều kín chỗ, chủ yếu là khách Âu, Mỹ, Australia. Nhà hát múa rối Thăng Long đều đặn khách đến. Minh bạch thông tin, chủ động phối hợp các đơn vị lữ hành trấn an du khách, tránh hủy tour. Mặt khác, kết hợp cùng câu lạc bộ lữ hành UNESCO hướng dẫn khách thực hiện các biện pháp phòng dịch. Kịp thời thông báo đến các cái công ty du lịch và những khách hàng truyền thống của nhà hát để thông báo về những cái việc là nhà hát kịp thời khử khuẩn 10 ngày một lần. Khách châu Âu là rất ổn định, doanh thu nhà hát là không hề giảm. Khách đặt dịch vụ từ lâu, có khi cả tháng ở Việt Nam, cũng có phần lo lắng trước dịch bệnh. Nhưng giờ họ đều an tâm khi được thông tin đầy đủ. Chúng tôi lên kế hoạch cả năm rồi. Dịch đến là bất khả kháng. Tôi thấy sự chuẩn bị của Việt Nam là tốt. Ở đâu cũng có nước rửa tay, xịt khuẩn, cung cấp khẩu trang nữa. Cũng không quá e sợ. Doanh nghiệp chủ động đưa ra sáng kiến xây dựng bản đồ du lịch an toàn ở tất cả các khâu để khách an tâm đến Việt Nam, nhờ đó giúp duy trì tăng trưởng. Chúng ta phải giải quyết được cái tâm lý là an toàn đã cho khách. Rồi chúng ta mới nói được cái câu chuyện chúng ta khuyến mãi cái gì, giảm giá cái gì, kích cầu cái gì cùng nhau làm, đó là bước 2. Thì chúng tôi đang thảo luận và xây dựng cái diễn đàn I'm safe để các doanh nghiệp tham gia vào để tuyên bố là tôi an toàn, để cho khách yên tâm, cùng nhau phối hợp để tạo ra những hệ thống dịch vụ tốt, chất lượng, chuẩn và với cái giá thành ưu đãi. Tạo ra được một cái như gọi là hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch để chúng ta cùng chia sẻ, không chỉ doanh nghiệp với doanh nghiệp mà doanh nghiệp với cộng đồng, với người dân, thì chúng ta sẽ có thể có tạo được cái sức mạnh chung. Cái bắt tay giữa các địa phương, các doanh nghiệp hàng không, nhà hàng, khách sạn, lữ hành để đưa ra những gói giảm giá kích cầu cho mùa cao điểm của thị trường khách trong nước, mùa hè và khách quốc tế bắt đầu từ mùa thu năm nay đến đầu năm sau, nhắm vào thị trường xa, ít bị ảnh hưởng bởi dịch như Tây Âu, Úc, New Zealand hay Bắc Mỹ. Tuần sau, Việt Nam sẽ khai trương văn phòng đại diện du lịch đầu tiên ở nước ngoài tại London, Vương quốc Anh. Kinh phí hoạt động từ Quỹ xúc tiến đầu tư, nhờ đóng góp của các hãng hàng không, du lịch lớn trong nước. Càng khó khăn, càng phải chung tay. Chương trình thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.